Như vậy có 4 tầng để học. Học để biết là chú học lý thuyết. Học để làm là chú gì ạ? À? Làm được trong đời sống. Học để chung sống là quy tụ mọi người lại với nhau. Và học để trở thành vĩ đại là trao đi những gì mình biết, gọi là trao giá trị cho cộng đồng. Như vậy có 4 tầng của học và không bỏ được tầng nào. Con người ta vẫn phải leo từ tầng học để biết, xong leo lên đến tầng làm, xong leo với lên đến tầng chung sống, và bắt đầu với leo lên cái tầng trao đi. Không ai làm tắt được.